Xin chào mọi người. Mọi người có biết đây là cầu gì không? Hôm nay mình về miền Tây để câu câu tôm nha các bạn. Nhưng mà mình không câu ở sông đâu. Mình câu ở trong hồ. Chắc là mọi người chưa có biết là con tôm nó sẽ sống trong ao hồ nối với những nhánh sông này nha. Câu tôm thì mình sẽ chọn mồi là cái con hà đỏ nha các bạn. Con này thì rất là nhạy tôm cá, đặc biệt là con tôm nha các bạn. Tôm ăn rồi mọi người ơi. Đó, dính. Tôm chạy cũng phê lắm nha các bạn. Đây nhiều lắm luôn. Nhiều hơn hồi dịch vụ thả có mấy con với mấy con. Ăn nuốt kéo đi luôn nhé. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi câu tôm ở hồ tự nhiên. Thường thì mình câu tôm ở trong mấy cái hồ dịch vụ á, thì mình biết cái cách con tôm nó ăn rồi. Nhưng mà lần đầu tiên đi câu ở ngoài thiên nhiên thì mình cũng rê mồi vô trong đúng cái lỗ tôm. Rồi nó ăn nó cũng kéo đi giống như là mình câu ở hồ dịch vụ vậy đó. Nó ăn như cá vậy trời, nó ăn thục như cá vậy. À không, một lưỡi. Nó ăn liên tục luôn các bạn ơi. Vô. Cái này không phải tôm. Móc bọc nha các bạn. Mà đằng nào mình cũng có câu được nhiều tôm mà móc bọc đâu sao đâu. Móc bọc là cái từ mà anh em dân câu hay ám chỉ là đi câu mà không có cá các bạn. Dở nhẹ thôi, dở lên là dở luôn. Dở lên dở luôn. Từ dở lên dở. Nghĩ không. Miếng mồi chứ.
rồi, cá rồi. Cá phá rồi. Có chỉnh cái chính thả lại bốp. Dạ. Chính thả lại nữa bốp. Đây đây. Ê. Rồi thấy này, có cái gì? Có trứng không? Đây cũng có con nữa nè. Trời. Cái mè nhỏ kìa. Cái cần này đánh cá mè thôi chứ. Hàng. Cứ xuống nó đè. Dễ sợ. Cá như hồi nãy đi câu ăn liên tục mà. Ó, hàng. Nhỏ à. Chỗ cái lưỡi nó xuyên ghê thiệt. Mắt luôn. Chắc được 200 gram. Nãy con tôm mẹ còn tôm con nằm đó nữa. Cá hả? Hàng đi ơi. Hàng khủng. Hàng cứng ngắc luôn. Bỏ vô tô. Vậy hả? Sao không biết trời. Không biết sao giật được. Nhúng nó kéo.
bay, sợ không bố bay.